có được mang về đâu. Sao không mang về rút thế? Ví dụ nhá, đi một mâm nhá, Trúc đi mấy chén, cầm thêm cái chai này rồi rót vào để dành. Phải cầm thêm cái phễu nữa, cứ đổ ra ngoài mất. Đúng rồi. Ông mạo dù đi xem măng à? Ông ấy chắc say rượu. Say rượu? Sao bác biết? Hôm qua đây, bác với ông mạo đây uống rượu với nhau mà. Kinh nhờ, dạo này còn có rượu để mà uống với nhau. Có đâu. Chắc là đi ăn trộm. Lại ăn trộm đâu nữa đây? Uống rượu hôm đám cưới đấy. Hôm qua có đám cưới à? Đúng rồi. Thế sao không mời nhà em nhở? Chắc là nhà cô Thơ với nhà cô Thủy tham ăn quá, người ta mà không mời. Đám cưới hay là đám giỗ? Đám giỗ. Thế mà nay bảo đám cưới. Quên. Đám giỗ người ta chỉ mời những nhà hai ba nhà xung quanh đấy thôi. Còn đám cưới thì người ta mới mời, mời nhiều, mời đông. Thế là phải đi 200 à? 200. 200, tiếc tiền đấy nhở. Thì được uống rượu là được rồi. Được chứ, uống rượu nhiều lắm. Uống nhiều mà bác không say à? Chắc là cất giấu mang về. Kiểu uống, kiểu uống 4 cốc thôi, xong lại 4 chén thôi. Còn đâu thì đổ vào chai mang về. Ơi, để dành uống dần đi. Lại có cái tính đấy nữa. Cô Thủy bị gì mà nói? Thì em cứ nói thế thôi. Trúng thì trúng mà chả trúng thì thôi. Có được mang về đâu. Sao không mang về rút thế? Ví dụ nhá, đi một mâm nhá, Trúc đi mấy chén, cầm thêm cái chai này rồi rót vào để dành. Phải cầm thêm cái phễu nữa, cứ đổ ra ngoài mất. Đúng rồi. Thế thì mày xấu hổ cái mặt. Xấu gì? Em tưởng mặt bác dày thế không xấu hổ. Bô láo. Thế à? Bác gì biết xấu hổ cái gì? Chén rượu bác há mồm bác chúc một chút là hết luôn cả chén thì người ta nhâm nhi thôi. Đằng này 100%. Cái đây cơ mà có ông màu rô. Hôm qua bác vừa mới chặt rượu được một vòng à. Vừa mới chặt đến lượt bác ấy. Ông màu cầm chén này há mồm này. Tợp một cái. Hết luôn. Tợp một cái. Kinh à. Thế là chưa kịp chạm chén ấy, đã chúc rồi. Chưa, đã chạm đâu. Ôi trời. Bác mới đặt cái chai xuống cái. Bác máu rô tơm một phát. Há lại nằm ực. Mất tiêu luôn chén rượu. Chắc là hết mỗi rượu thôi, chén vẫn còn chứ. Rượu thôi, ai uống chén được. Thế xong bác lại chắc tiếp. Thế là bác chịu thiệt. Bác khôn lắm. Thế làm thế nào để được chén nữa? Bác chắc cho mọi người tiền à. Nhưng mà chén của bác phải chắc đây chứ. À, hồn nhờ. Đấy. Đúng. Bác làm thế là chuẩn rồi đấy. Cả một địa thịt gà to à. Mặc tía đúng cái phao câu rồi. Thế mà quay đi quần lại cái. Ông bảo ông nhỏ mất. Ôi trời. Mất cái phao câu biết lắm ấy. Thế được. Nhưng mà phao câu thường là trong đám cưới người ta phải chặt đôi cơ mà. Nghĩa là một cái mất thì vẫn còn một cái còn. Nó phải nửa chứ. Không phải đám cưới. Đám dỗ. Thì đám dỗ thì người ta chả chặt như thế à? Chắc là nhà này để nguyên cái bỏ vào mồm cho nó sướng, nhai nó sướng. Thế thì ông nào làm cỗ nhà đấy ngu. Người ta chặt là phải chặt đôi ra, kể cả cái đầu gà phải chặt đôi cơ mà. Có thể ngu. Thì đấy em thấy người ta làm như thế, còn cái đám hôm qua bác đi thì em chịu. Phải để cái phao khâu to như thế. Cắn phát. Nó mới sướng mồm như. Xong rồi nó vỡ cái vàng vàng ra thì chắc là hồi lắm. Cái đấy để mượt tóc đấy, ăn vào mượt tóc phải biết. Đúng rồi đấy, cái đấy để mượt tóc ấy. Ôi nhìn thấy không? Nhìn thấy tóc bạc mượt không? Bác làm gì mà được mượt? Ông mạo chén thì bác làm gì được ăn mà mượt? Đấy, lần sau đi nhanh tay vào nhá. Thế sao bác chúc gì mà chúc lắm đấy? Người ta chỉ chúc một lần sức khỏe thôi. Bác chúc gì mà chúc đến 3 lần? Chúc nhiều quá này, có khi lại thành ốm yếu ấy. Đùa đâu, người ta bảo là ăn vừa đây, ăn quá này, quá cố. Một lần chúc như thế, mình được một chén rượu à? Được một miếng thịt nướng à? Thì mình phải chúc chứ. Bác cái thằng chúc mâm khác nữa. Chúc cho bỏ 200.000 mà. Đúng rồi. Thế tao tính là 500.000 rồi ấy.
Thịt bây giờ đắt lắm, có rẻ đâu. Nhưng ăn mà 4 miếng là đã mấy chục nghìn rồi. Cái mâm đấy á, mà mình không ăn thì chủ nhà là bê vào à? Chủ nhà cất để chủ nhà ăn à? Chủ nhà khôn thế. Những người ở cái mâm đấy họ ăn. Họ không ăn, họ gắp cho bác mà. Họ chưa ăn ý. Ôi, người họ ta đã lịch sự đâu? Người ta lịch sự thì người ta gắp thôi. Thế thì bác chắc là cái mâm đấy chết đói. Chú để nhá, bác sang cái mâm ạ, ông các bà ấy, mâm các bà không uống rượu mà có một chai rượu to à? Là đấy. Bác ngót, bác lấy về. Không, lấy về người ta cười rồi thối mặt à. Thế bác làm thế nào? Bác sang chung sức khỏe các bà thôi. Thế là các bà không uống nữa. Bác kẹt chứ, một bà mà kẹt đầy ra, kẹt đầy lắm. Thế không uống được thì chắc làm gì? Chi chắc mời các bà không uống thì mình được uống. Ôi trời ơi. Thế là lại được uống 6 chén của mâm đấy. Đúng rồi. Trời ơi, đầu óc của bác phải nói là tính toán cũng kinh đấy. Lẽ ra ấy, bác phải không nên đi chăn bò đâu, mà bác phải làm cái học cái nghề như là quản trị kinh doanh ấy, biết tính toán chứ. Kế toán kế tiếc nhỉ. Ừ. Đấy. Thì ai cũng nói là bác thông minh đấy. Nhưng mà dòng đời nó số đẩy. Cho nên bác mới đi thả bò. Ừ, được. Chắc là cũng đúng đấy. Cô thật không nghe nói ai nói là bác vừa đẹp trai vừa thông minh không? Đúng rồi. Chứ phải đu đu như ông Mạo đâu. Bác nói xấu ông Mạo à? Nói bé bé thôi. Không, ông Mạo nhớ mày đi qua đây á, ông nghe được nhá. Xong ông đấm cho vỡ mồm nè. Vỡ mồm bác à? Đúng rồi. Hôm qua bác mới đấm vào đây. Bác lại bắt đầu á, bắt đầu ăn tục nói phét rồi đấy. Nói phét người phải có chừng mực chứ. Nói phét thế ai tin được? Thì đó là bác nói thế cho nó sang mồm. Sang mồm. Lại nghe mùi nước mắm phải thối mồm chứ sang mồm gì. Bác có là cái gì siêu nhân đi chăng nữa với bọn em thấy bình thường. Chắc là ghét ghét lại đấm ngay sau lưng người trông chạy mà. Ừ đấy, thế thôi mà. Mà chắc gì đã đấm mạnh có khi lại kiểu này. Bây giờ em nói bác này, bụng bác thì to, mồm thì rộng. Lúc nào mà đi ăn cỗ ấy thì lựa cái bàn nào mà cái ông nào bà nào mà móm móm ấy, hoặc là đeo nhiều răng giả ấy. Đấy, kiểu như là đeo răng giả thì ăn thì sợ hỏng mất răng không, sợ rơi răng ra ngoài ấy. Thì người ta ăn theo kiểu nhón nhén hoặc là chỉ dám húp canh thôi. Còn gà với tôm với giò ăn vào mà kéo lên lôi cả răng ra đấy. Đúng rồi. Quả thịt bò mà nhai chắc đến sáng. Bác phải chọn những cái mâm đấy, biết chưa? Né cái mâm ông Mạo rồ ra, đừng có ngồi với ông đấy. Ông ấy ăn hết phần đấy. Bác từ ngày về sau không bao giờ ngồi mâm với ông Mạo rồ. Đúng. Ông ấy cũng tham ăn thế. Cái gì ông ăn nhiều cả. Rượu thì chặt ra vừa chưa kịp để cái trái xuống, hả hóa đã làm tộp một phạt, hết luôn chén rượu. Bác thì kém cạnh gì, bác cũng nóc như bò ấy còn gì. Bác có nóc thế đâu, bác có bao giờ mà hả mồm ấy tộp một cái đâu. Thế bác thế nào? Bác thì thế này đúng không? Không tộp mà hết sạch. Cái đấy thì bác đi mất tiền rồi, bác phải uống hết tiền của bác chứ. Cũng mất tiền đi, ông cũng phải uống cho hết suất của ông ấy chứ. Nói chung là bác với lại ông Mạo là kiểu như là kẻ tám lạng người nửa cân phải không? Gần gần như nhau ấy. Không ai chịu ai. Mà này có khi ông Mạo thấy bác ấy ăn được nhiều nên chắc là cũng cố. Thật. Cố nhồi cố nhét. Cái ông ấy bụng bé tí ấy kia. Mồm gì được có một nhõn thế này. Làm sao mà nhanh bằng bác được, ăn được nhiều bằng bác được. Tay lại còn ngắn hơn nhá. Thật. Mắt thì mờ hơn, có tuổi hơn mà. Thật. Tay ngắn nhưng mà nhanh lắm. Một đĩa thịt bò nha, anh gấp ba gấp rồi. Nước một cục gì giữa này, anh đang để dơ được gấp một. Ông Mạo làm một phát kéo đĩa về tận người luôn, làm anh trượt.
ăn được ba gắp rồi lại còn cố một cái tí tí sót để cho ông ấy còn vơ vét cái, lại còn định chén nốt à? Phải chén chứ, tiền mất thì phải ăn cho nó hết chứ. Này, mày mày tính hộ ta cái. Bác ấy cái gì cũng chén thêm, mà một miếng gà này, à mấy miếng gà này, mấy con tôm này, giò thứ này tính ra phải đến hơn 200.000 rồi. Tôm là một con thôi. Một con là 20.000 rồi, chưa kể rượu uống bao nhiêu như thế, gần như gấp đôi ông ấy. Lại còn đi mâm khác nữa. Lại còn mâm khác nữa, chưa mâm kể. Mâm các bà, ôi trời, không uống thì còn uống hộ, ôi trời ơi. Ông Mauro xấu tính lắm. Ừ, đúng rồi đấy. Nhưng rượu nữa một tí cho chai nữa này. Đang đang chúng ta phải để lại lịch sử, đúng không? Đang này thấy gần gần hết đấy. Ông định lấy chai ông định chắt một chén ông nốt. Nhưng mà không được đâu. Bác lại giật lại à? Đúng rồi. Bác giật lại luôn chứ. Bác để đấy là chẳng có để lịch sự. Nhưng mà nếu ông mà uống thì đáng cái đấy phải để cho bác uống chứ. Ôi, đến cái lòng đen cũng cố cho nốt thì chịu. Còn tí cặn húp nốt. Đấy là cặn rượu đấy. Ham hố gì mà bác sơi nốt làm cái gì? Rượu làm gì có cặn. Đấy, chả có cái gì trên thế giới này không có cặn cả. Cứ là vật thể lỏng mà cho vào một cái bình hay một cái gì đấy, kiểu gì ở dưới đáy nó phải có cặn. Làm gì có chuyện mà trong suốt được. Cô Thụy cậu rượu đó mà cô Thụy biết. Em nói thật bác nhá, nhìn bác thế này với lại nãy giờ bác kể, nhà em mà có cỗ, em nói thật không bao giờ em mời bác luôn. Kiệt thế. Kiệt gì, thà không mời còn hơn. Đến nơi còn uống hết ở trong mâm rồi còn đi chỗ khác để uống. Thà nhá, cỗ hôm đấy nhá, ăn uống xong xuôi rồi đến hôm sau nhá, em mang cho bác chén rượu, nó còn đỡ hơn là bác đến ăn tất của nhà em. Bà không thèm. Không thèm thì thôi, hôm sau nhà em có cỗ rồi đấy. Thì nhà cô Thượng để làm ăn của mình. Ăn mình cũng được, lần sau không cho nữa, được chưa? Lần sau cho bác nhịn, cho bác thèm. Đến đây em chia cho con Thủy cái đùi gà, mấy con tôm. Cho bác mày nhìn. Cứ cho đi, mày cho bao nhiêu tao cũng nhận, tao không bao giờ chê. Đấy. Này, thế chê là mốc mồm đấy. Thật. Thế thì cô Thủy lại cho à? Nó cho em là cho những đồ trên đĩa chứ không phải đồ thừa. Người ta phải nghĩ thoáng ra. Thật. Những đồ toàn đồ ngon như vậy là hất bỏ đâu mà đồ thừa. Gớm, gặp toàn những người ăn như bác lấy đâu ra trên mâm còn thừa mà đi cho. Bà không thèm. Được nha, ngày kia nhà em mà có cô nha, thì bác đừng có mà xin em nhá. Nhà cô Thư ngày kia có cô à? Đúng rồi. Có muốn mời không? Chứ có mời nhờ. Ông Mạo không? Có. Ông Mạo là bạn mà, phải mời chứ. Thì cô Thư không mời bác à? Thì để xem bác có đi đuổi bò không đã thì mới mời. Bác mà không đuổi bò thì chắc để suy nghĩ lại. Đuổi bò thì bác làm được. Đấy. Nhưng mà vẫn ngồi đây thì chưa mời được đâu. Phải đi con. Đuổi thế, xong thì mới mời được. Đi đuổi bò xong về mời à? Đúng rồi, bác đuổi bò về hộ em là em mời ngay. Không được lừa nhá. Ai lừa bác làm gì? Ngày kia là có cỗ rồi đấy. Lỡ mà đi nhanh nhanh không là em đổi ý đấy. Thì bác đuổi bò nhá. Bác đuổi cái Thủy luôn nhá. Nhà con Thủy có mời đâu. Thì em mời hộ nó. Hôm sau. Khi nào nhà em có thì em mời. Đúng rồi. Làm như lúc nào nhà có việc không bằng ấy. Hôm sau mà có đĩa tôm nó nhường con tôm cho bác. Mồm của Thụy dòng thế, không có đâu. Không, nó cũng thảo ăn lắm. Không như bác đâu. Đi đi.